Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 7 tháng 10 năm 2021 trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ấn nút đăng ký kênh, đồng thời nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, giá cà phê trên thế giới đảo chiều tăng nhẹ trở lại. Trên sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 11 năm 2021 tăng 5 USD trên tấn, với mức tăng là 0,24%, lên mức giao dịch là 2.116 USD trên tấn. Ở kỳ hạn giao tháng 1 năm 2022, giá cà phê tăng 7 USD trên tấn, với mức tăng là 0,33% và lên mức giao dịch là 2.116 USD trên tấn. Quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê trên sàn London ở kỳ hạn giao tháng 11 và tháng 1 đều có mức giá là 48.000 đồng 1 kg. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch duy trì mức thấp dưới mức trung bình. Tương tự đối với giá cà phê Arabica trên sàn New York ở kỳ hạn giao tháng 12 năm 2021 tăng 1,55 sen với mức tăng là 0,81%, lên mức giao dịch là 193,45 sen trên bao. Kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022, giá cà phê không thay đổi ở mức là 196,4 sen trên bao. Ở các kỳ hạn xa khác cũng đều tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch cà phê ở kỳ hạn giao tháng 12 duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê trong phiên vừa qua tăng khiêm tốn khi hợp nhất các khoản lỗ của tuần này. Việc tăng giá cà phê đã bị hạn chế vào thứ Tư do đồng Real suy yếu so với đồng đô la. Theo đó thì tỷ giá đồng Real đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng so với đồng đô la vào hôm thứ Tư. Đồng Real yếu hơn khuyến khích việc bán xuất khẩu của các nhà sản xuất cà phê Arabica của Brazil. Loạt thông tin bất lợi khiến giá cà phê giảm liên tục từ đầu tuần này. Tuy nhiên trong thời gian tới sẽ vẫn còn yếu tố tích cực là vào dịp lễ Noel và các dịp lễ Tết cuối năm ở các nước trên thế giới đang đến gần. Đó cũng là yếu tố tích cực giúp cho giá cà phê trong nước cũng được hưởng lợi. Về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá cà phê tăng trở lại từ 200 tới 400 đồng trên 1 kg. Mức giá hiện được thu mua từ 39.800 tới 40.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, thu mua ở mức là 39.900 đồng 1 kg. Khu vực huyện Di Linh, mức giá là 39.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk sáng nay thu mua ở mức từ 40.600 tới 40.800 đồng 1 kg. Khu vực huyện Cư Mờ Ga có mức giá là 40.800 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện E Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 40.600 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện E Grai có mức giá là 40.500 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Prong, giá cà phê là 40.400 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, sáng nay thu mua ở mức là 40.600 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Đờ Lấp, mức giá là 40.500 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua ở mức là 40.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê được thu mua ở mức 40.700 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 40.900 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận mức giá là 41.000 đồng 1 kg. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá cà phê ngày 7 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.